Em xin chào quý bà con nha. Hôm nay bên mình đánh được rất là nhiều cá chuối hoa từ rau lên. Bên em đã ươm từ lúc còn nhỏ. Lúc còn nhỏ rất thoát rất nhiều. Thế nên là không dám bán cho quý bà con chăn nuôi trên mọi miền Tổ quốc, sợ mất uy tín. Thế nên bên em ươm to bằng 5 đầu ngón tay thì bên em sẽ xuất cho quý bà con. Quý bà con nào đang muốn mua cá chuối hoa thì bên em tặng một cái lồng lưới nuôi cá chuối hoa, nhưng các bác phải mua từ 200 con trở lên thì bên em sẽ tặng một lồng lưới nuôi cá chuối hoa. Các bác nhớ là đi mua cơ sở nào mà có bán cá chuối hoa thì các bác phải nhìn xem hoặc hỏi xem chủ ấy có rổ lọc cá không. Nếu quý khách hàng mà đi mua các cơ sở không có rổ lọc cá chuối hoa thì các bác tránh xa ra, tại vì con to con nhỏ sau này nuôi nó sẽ bị con còi con bé. Thế nên các bác nhớ là phải tìm cơ sở nào có rổ lọc cá thì mới nên mua. Các bác mua từ 200 con cá chuối hoa giả đi thì bên em sẽ tặng một cái lồng lưới nuôi cá chuối hoa. Nhớ các bác nhớ nhé, mua từ 200 con giả đi thì sẽ được tặng một cái lồng lưới nuôi cá chuối hoa. Vâng, cá chuối hoa này của bên em thì một mẫu to bằng 5 đầu ngón tay, 5 đầu ngón tay. Tùy theo các bác nuôi 200 con thì bên em sẽ tặng cho cái lồng nuôi 200 con, mua 300 con thì bên em sẽ tặng cho lồng 300 con, hoặc mua 1.000 con thì bên em sẽ tặng cho một cái lồng nuôi 1.000 con.